Ok, hello mọi người nha. Hello do anh em nha. Này sẽ like cho mọi người coi PK nha. Hiện tại là mình thấy bên Nomeri đánh với lại bên bay nào ta? Nofia Family, ủa nhiều bang lắm mọi người ơi. Rất là nhiều bang à. Server nào mà đông vậy ní hả? Cái này là tân phát hiện nha bạn. Game này ra mắt được hơn 3 năm rồi. Server này hơn 3 năm rồi. Cái này là hai phe nha, tại vì mình like là mình like ad trọng tài, mình không có mượn được ad đó mọi người. Nên là ai like cái ad livestream để đứng tàng hình cho mọi người coi thôi. Chứ thực ra nếu mà mình nếu mà có ad ở trong đó thì mình chỉ đứng ở ngoài sao mình coi được thôi, chứ mình không có thể đứng ở ngay giữa để mà coi mọi người đánh nhau như vậy được. Mọi người có thể thấy là ở bên tay phải là chắc là một phe, còn bên tay trái là một phe á mọi người. Mình nghĩ là như vậy. Tại vì khác phe không thể nào mà đứng tụm lại cùng nhau được. Chào mấy bạn đang xem trên kênh YouTube của Hùng Chú Yên Minh luôn nha. Quên đổi logo bên kia nè, tại vì nhiều game quá, lúc nào mình cũng đổi ra đổi lại á. Hiện tại hoạt động này là chưa, không phải là hoạt động gì, đây là PK vui vẻ ngoài kính hồ vậy thôi. Game này thì server gần nhất là ra được hơn 1 năm rồi. Nên là mọi người nếu mà có tham khảo thì mọi người vào, mọi người tạo ad, mọi người tham khảo server rồi mọi người cần thì mọi người mua ad. Mọi người PK thì nó sẽ nhanh hơn là mình cày nha mọi người. Tại game này game cày cuốc á. Hello Xuân 10 nha. Nhưng mình đổi nhạc khác. Yêu nào đâu anh muốn mang phép thơ trong lòng. Anh yêu em yêu chân thân nhưng sao chuyện tình lòng đông. Bên tay trái là một phe, bên tay phải là một phe nha mọi người. Bên đây mình thấy có Nomeri, Family, Đại Hoàng, Ba Bang, Hồng Hưng. Ủa sao nhiều quá vậy ta? Theo mình nghĩ chắc bên đây là Family, Hồng Hưng với Đại Hoàng quá. Còn bên đây là Nomeri với Nofia với lại bang nào nữa ta? Nhiều, như 6-7 bang lận. Overnight nữa, ủa sao nhiều bang vậy? Hình như một bên là 3 bang lận đó mọi người. Xa đâu rồi, đâu còn tay nắm tay đi về chung hôm.
Ok, để mình chọn nhạc. Dạo này nhiều nhạc quá, cũng không biết chọn nhạc nào để tắt quảng cáo. Dạo này nó hết hết nó hết hết nhắc được quảng cáo rồi. Là triệu khẩu vị. Nhưng ai... nó hết cái cốc cốc nó hết ngắt được quảng cáo rồi. Ủa sao giờ nó hết coi được luôn rồi ta. Rồi được rồi nè. Chưa? Mình đang để ứng hiệu ứng nha mọi người. Tại vì đông quá mà không để ứng hiệu ứng thì nó rất là giật luôn á. Để có gì mai mình mượn được ạc á thì mình sẽ vô mình đánh nó thẻ mọi người dễ coi hơn. Bây giờ thì like ad tàng hình cho mọi người coi BK thôi. Chào anh Quân, chào Nguyễn Văn Hải nha. Chào NM, NHM Hiếu nha. Xin chào Thiên Sáng. Thật ra mọi người nhìn đánh vậy mà chưa hiểu gì đúng không? Để là đánh giải trí thôi đó. Hồi trước nó không có sự kiện gì hết á. Có link không bạn hả? Đó link trên logo quá bạn. Mà game này server gần nhất rồi, ra từ năm 2022-23 rồi nha. Nó hơn một năm mà chưa có server mới, nên là mọi người bạn, nếu mà bạn có vô tham khảo thì bạn cứ tạo nhân vật bạn vô bạn coi server trước, rồi nếu bạn thấy ok rồi bạn xin chào nhất bé nha. Yeah.
lần nào đâu hay. Em sẽ không để vụt mất đi cơ duyên ông trời cho tay. Còn đắn đo băn khoăn gì nữa thì cũng cần anh này. Cố gắng sao không để anh nghi ngờ. Đấy, trong lúc chờ BK thì mình cứ phục vụ văn nghệ. Server này BK khuya lắm nên mình giờ này mới like á. Kiểu server này mấy ông ở nước ngoài nhiều á. Tại là đánh 11, 12 giờ. Mọi người coi gì chứ đánh tới 12 giờ nó bảo trì là đi ngủ hết rồi. Vậy thì em xin chết đi người anh thương mẹ. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Dành cho anh dành hết ân tình anh mang một đời. Server này BK khuya lắm. Thường là đánh tới khoảng 12 giờ đi ngủ. Hai bên xem như vậy nó hơi không hay đúng không? Mình sẽ đi một vòng cho mọi người coi được hai bên nha. Game này không có thủ Linh Châu nha mọi người. Game này chuẩn bị có giải đấu để nhất môn phái với lại gì ta Ngũ Long Tranh Bá nha. Để vừa đó thì đến nó vừa đánh giải rồi một chú sẽ like cho mọi người xem nhé. Để nhất môn phái là những người trong cùng môn phái thi với nhau để mà tìm ra người đứng đầu môn phái. Còn giải năm Ngũ Long Tranh Bá, ngũ là năm, là bất tin năm đánh với năm đó nha mọi người. Đây không phải server mới nha bạn. Server này lâu đời rồi. Kiểu giống như là cày cuốc á nên là chơi lâu lắm. Không phải là kiểu server mà vô mấy ngày, 1-2 ngày là mình có add BK liền. Ồ, chủ yếu mình vô mình coi, quay cho mọi người coi với mình quay clip lại thôi. Hơi khuya mọi người, la giờ này hơi giờ kiểu giống như là giờ Linh. À, ad này không có gì để soi đâu bạn. Đây này, ad trọng tài mà. Cái live stream để live stream nên là phải để nhiều máu. Nhưng mà không có đam gì cả. Để nhiều khi bị đánh trúng độc hay cái gì thì không có về mạnh bè á mọi người. Hình như mình thấy có một bên đang ép lên nè mọi người. Like tàn hình thì mình sẽ nhìn được hết cái quang cảnh của trận BK. Xin chào bạn 1991 nha. Server nào có BK giờ nào thì mình like giờ đó rồi, chứ mình không có canh giờ sớm giờ trễ được, thôi giờ sớm giờ gì được. Tại vì mình like nhiều cái với lại mình like trên nhiều nền tảng á. Nên là
không canh được mọi người. Game là người ta chơi mà đâu phải là ngồi dàn xếp cho người ta PK đâu, mình ngồi mình canh được phải không? Mình chịu luôn á. Ờ, trên phở bò hả? Phở bò thì chung là cái nó bị đình chỉ rồi, chưa có mở lại được. Hiện tại chỉ live trên top với lại trên YouTube thôi. Cái này live trực tiếp luôn bạn, đang trả lời comment của bạn đó. Ông nào quan tâm có thể cho tôi xin một follow, một thả tim cũng như là một comment nếu được ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Server này bảo trì một lúc 12 giờ nha. Có nghĩa là chút 12 giờ bảo trì là mấy ông đi ngủ. Đúng 12 giờ là server này phải bảo trì định kỳ ngày nào cũng vậy hết trơn. Bây giờ có up sự kiện mới có gì cũng là 12 giờ hết chứ không phải là 5 giờ 30 như cũ đâu. Để cho mấy ông đánh tới kiểu như là đánh xong mệt mỏi xong rồi mấy ông tới giờ đi ngủ luôn. Tính ngày vậy cũng hay á bộ. Mình để đây nha mọi người, nếu mà có câu hỏi gì mọi người hỏi tiếp nha. Còn mấy ông muốn coi BK trực tiếp thì mấy ông lên cái fanpage của game này là TL Phát Thiền, thì có một bạn có bạn Tuấn đang like nữa. Mình thì mình chỉ qua chủ yếu quay clip thôi chứ hồi tối giờ là like hơi nhiều á nên là kiểu giống như là tụt tụt đó mọi người. Sao nhiều ông cứ thích hỏi cái hỏi vụ bên BNG thế vậy? Thì game nào thì cũng là Thiên Long Bát Bộ phải không? Thiên Long Phát Hiền hả chuối? Đúng rồi bạn Huỳnh ơi, bây giờ nó đổi là Tân Phát Hiền rồi đó. Tại vì cái tới tên miền TL Phát Hiền không có dùng, bị bữa, nói chung là bữa tất cả những cái game đa số là khoảng hơn 80% Thiên Long Private đều bị quét hết đó, nên là Thiên Long Phát Hiền cũng nằm trong số đó. Nên là phải đổi tên miền, đổi tên game luôn. Ok với Hồng, bây giờ chuối chỉ đứng ở giữa thôi chứ không có biết đứng ở đâu nữa mọi người. Không có quay được hết đâu mọi người. Game này hả? Game này không có Thủ Linh Châu. Game này dùng dùng phù cái phù mà phải bấm thao tác tay á. Cái phù đó không có auto được. Để hạn chế mức các xe như có thể á. Server này BK khuya không á? Server mình này BK khuya. Đánh tới 12 giờ đi ngủ, bảo trì đi ngủ à. Ngày nào cũng vậy á. Không phải server mớ. Bạn ông nào muốn trải nghiệm thử thì có thể là tải về tạo nhân vật vô đi vòng vòng coi chứ. Ở bên kia tôi chưa đổi luôn, bây giờ không có đổi được luôn nè. Nhức đầu quá. Cái này F1 nha. Cái này F1 như hình, mà hình là ai nha. Giờ này hơi trễ á. Thank you.
sao mình mở cái link nào nó cũng nghe bài này hết ta, bộ bài này đang hot nhân sinh quán. Tao mở link nào cũng có bài này hết nha. Bài này giống như bài xuất gia niệm Phật vậy đó. Xong rồi sao nó hot dữ vậy ta, có mấy người đang móc ở trên đó mọi người. Có một số người đang móc ở bên trên góc móc xuống. Thì mình thích ăn chuối là ai nữa má ơi. Nói là biết ai thì biết ai chết liền luôn đó bà ơi. Ủa bà nhân sinh quán đang hot lắm, lúc nào cũng thấy. Mấy cái nhạc này mà tập aerobic là đã. Bên tay hình như là Đại Hoàng Family với Hồng Hưng là một phe, cái này No Fear với lại ban có một ban gì nữa, tên gì nữa ta, nhiều lắm, 6 ban lẫn một bên là 3 ban liên minh, 3 ban là một liên minh. Khoảng cách Phật và ma, cách Việt một anh nhìn thôi. Kẻ phiêu du nửa đời chẳng lo, tâm tịnh mang phước an, đông thủy ngoạn tây núi cao. Ta hiểu thấu nhân sinh này ẩn loáng luân hồi. Kiếp người đa đoan, danh lợi khiến từ bi biến tan. Phúc đầy hòa đến khó can, trời không thấu trời cũng chẳng mang. Bước qua ai tham sân si, bỏ đi hết tục chân vương mi. Lòng nhẹ nhõm như bồng tuyết rơi dập dìu. Có gì thì mọi người cứ comment nha, mình biết cái nào mình biết thì mình sẽ trả lời. Nói chung là hỏi mấy cái nào mà liên quan tới Thiên Long Bát Bộ không nha, chẳng hỏi mấy cái nhân sinh quán cuộc sống gì, hỏi nhức cái đầu quá. nãy giờ đang coi Ti Oanh đánh với lại TL, hình như Ti Oanh thua không một rồi. Có khi nào đi về nước giống như lại Gen Z không trời. Hai má dắt nhau đi về. Lúc đó làm biết thì sao luôn. Mà mình tin là Ti Oanh sẽ vượt qua chính mình, win được 2-1 để giành chiếc vé đi tiếp vào chung kết. Mình đứng ngay giữa thôi, hình như bên này ép lên nè, hình như bên Hồng Hưng Đại Hoàng với bên gì ép lên nè. Bên No Mary với No Fear đang chụm lại. Không like Du Hiệp hả bạn hả? À, DMT ơi, hồi sớm mình có like xong rồi. Sớm mình like xong cái series chế độ bên đó rồi. Nói chung giờ này bên đó thì chỉ treo phó bản thôi. Giờ mình bên đây có BK, mình like bên đây cho mọi người coi. Có bữa thì mình like đánh cờ liên minh huyền thoại nữa. Chơi đủ cái bữa nào rồi đây, để tôi vô tôi nhảy audition cho mấy ông coi nhịp điệu cuộc sống. Cái này làm BK vui vẻ, không phải hoạt động gì cả bạn. Mình thấy đâu có con boss con gì đâu mà hoạt động. Server này không phải server mới nha, nói lại cho mọi người, không phải mới ra cái gì đâu nha. Server này tính theo năm thôi mà.
Mọi người có gì comment thì mình đọc cho, mình đọc hết được mà. Mình tắt qua tắt lại mình sẽ đọc được. Hiện tại thì mình chỉ tạm thời like, mình chỉ like trên top top và YouTube. Phở bò thì tạm thời chưa có kháng cái bay hội phát triển này được. Là rủ nhau ra kính hồ BK, không phải hoạt động gì hết, không có cái game nào mà mở hoạt động lúc 11 giờ rưỡi hết trơn á. Đúng rồi, cái này cũng là Thiên Long Bát Bộ luôn. Nói chung là tên mình làm chủ yếu mình like Thiên Long Bát Bộ. Mình đang để tối giản á mọi người, chứ mà để mà hiện full hiệu ứng á cũng là khó nha. Bên đây chèn rồi, bên Hồng Hưng đang chèn rồi, không biết có chèn được không. Đây chèn khá là cao rồi nha, bên này đang lưu vậy đó. Trong đây thì mình thấy mấy người mà mọi người nhìn thấy chữ đỏ, không phải cái ad này không có ban gì đâu. Mọi người nhìn thấy chữ đỏ là bực BK, còn mấy người để chữ trắng là để Hòa Bình đó, chứ không phải là phe đó. Lên server này của VN không phải nha bạn, cái này cũng là Rai Việt luôn nha. Đây, đánh từ dưới đây chạy tới lên đây, lên tới trên đây luôn. Mình thấy có một bên đang chèn mà không biết có chèn được không nha, mình cũng đứng ngay giữa để cho mấy bạn coi nha. Bên nào nữa. Chỉ mới có kèo là vui rồi mọi người. Soi đồ cho mọi người, sao mình coi hả? Mình soi ai cũng mặc cái áo này thôi nha. Tại vì đang để chế độ tối giản á. Nga mi đa số là mấy bạn đập khén. Nhưng mà sao mấy bạn nè, tay ngắn nè. Hình như có một phe thất thủ, mình thấy là như vậy á. Không biết phe nào. Hình như có một phe là thất thủ rồi. Tại hồi nãy đông lắm, đây là có một phe thất thủ đang tập trung lại rồi đó. Bao giờ ra server mới cũng chưa có thông tin gì hết các bạn. Tại game này thường thường thì tính ra server là tính theo năm hay cái kiểu á, chứ không phải là tính theo tháng nữa. Mình thì mình chỉ like cho mọi người coi đó. Rồi mình tắt
cái quay đã, quay 30 phút đủ rồi.